Vâng, em xin chào các bác. Nay em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn của một âm ly, một đôi loa của Onkyo nhá. Đấy. Âm ly là âm ly L801A đấy, và đôi loa đi kèm là đôi V3A. À, đôi V3 nhá, còn tôi ép vào V3. Đấy. V3 nhá, DV3. Đấy. Nhìn chung đôi loa này về thì góc cạnh nó còn đẹp. Đấy, ở đây thì ở bên sườn đây nó hơi có bị một vết chảy một tí này. Đấy, còn đâu là tất cả đều đẹp nhá. Đấy. Đấy, đều đẹp, được không ạ? Thế căng loa đây. Đây là một bộ âm ly, âm ly rời và loa rời nha, để ghép vào nghe nhạc ở trong phòng ngủ, diện tích nó khoảng 20m² đổ về rất ok luôn. Đấy. Thế con âm ly này thì mình có thể kết nối với các cái đường in ở đây để mình nghe nhạc từ điện thoại máy tính qua đường DAV nhá. Có đường BC CDR này, có đường tape in này, có đường CD DVD in này và đường MD in này. Đó. Đấy nhá. Thì các bác chuyển đường nào các bác ấy đường đấy cho em, và con này sau này mình có thể mở rộng thêm súp. Súp là súp 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 điện các bác nhá, mở thêm súp điện nhá, nhiều bác mình tưởng súp hơi chết dở. Đấy. Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng. Bộ dàn này thì có tổng chiều dài nó khoảng thấp thoáng lô nhô rừng cây. Lòng lành trong tổng chiều dài của bộ dàn nó khoảng 45cm. Đấy. Sâu khoảng 30 và cao nó là 25. Loa bát Việt 12cm, loa màng lưới gần mút xốp nên là tiếng bát nó đánh rất là mềm, thu nghe rất là sáng rõ, nét chép rất là mịn, nghe nó không bị chói tai. Tổng thể thì bộ này nghe nhạc vàng và các cái dòng nhạc sống kiểu dạng như này, liên khúc nhạc sống Tây Bắc này nghe rất là hay, các bác thấy không ạ? Đấy nhá. Và trên mặt máy đây các bác nhìn thấy có nút Accounting Vision. Với cái mỗi chế độ này thì các bác có thể là tăng cường thêm bát tép lên nhé. Đấy. Thì với mỗi chế độ nó sẽ có một cái chế độ khác nhau nhé. Bên nhau đêm nay xa ba chiều tiếng huyền thoại. Thì mọi người muốn nghe như nào thì mọi người nghe nhé. Đấy, còn để chuyển đầu vào này. Mày ấn input này, chuyển vào đúng đầu vào mình nhận cắm nhá. Ví dụ cắm đường CD DVD thì phải chuyển về đường CD DVD này. Cắm đường MD chuyển về đường MD này. À, còn như em đang cắm đường CDR gạch chéo BC thì em sẽ phải chuyển về đúng cái đường BC gạch chéo CR nhá. À, thì nó mới ra tiếng. Đấy. Đấy, đơn giản vậy thôi. Bộ này thì nghe nhạc liên khúc nhạc rất là hay. Nghe một số cái dòng nhạc mà có nhiều nơi cũng rất là hay. Hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ba chiều nghiêng huyền thoại. À, thì đây là một đoạn nhạc mạnh này. Trời mọc lên từ má. Đây một số các dòng nhạc tiếp tục nó chậm hơn một tí. Bát nó rất là mềm và sâu, các bạn nghe không? Thu rất là rõ nét. Tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển Onkyo R801A loa V3. Giá cả bộ này là đi 1.850.000. Bác nào đang có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891852 nhé. Em xin chào các bác ạ. Vâng.